Trọng sinh chi tối cường kiếm thần chương 4533, tin tức về Linh Dược Thành. Từ trận đánh ở bí ước chi tháp, Thánh Tâm chi thủ đã tuyên bố với bên ngoài, khai chiến toàn diện với Linh Dược Công hội, mà thú nhân đế quốc đang hót chính là sân nhà của Thánh Tâm chi thủ, dựa vào một chiêu khống chế thánh tố quái vật này, cao thủ của công hội khác bản không dám trêu chọc. Thậm chí ngay cả Hắc Long đế quốc cũng bị xâm chiếm một bộ phận, đường xá xung quanh Ngân Dược Thành bị phong tỏa, cho dù có đại sảnh truyền tống, lợi nhuận cũng không cao được, phàm là người dám từ ngân dực thành đi ra, đều sẽ bị thánh tố quái vật đuổi giết đến chết, hiện tại linh dực thực lực tăng mạnh. Nói không chừng định quyết phân cao thấp với thánh tâm chi thủ ở thú nhân đế quốc, cũng chưa biết chừng. Người chơi tràn ngập tò mò đối với với linh dực trú địa, ai nấy đều không khỏi lén thảo luận, cảm thấy linh dực rất có thể muốn mượn cơ hội này bắt đầu phát triển tứ phía, dẫu sao bí ức chi tháp đã thành bảo đảm lớn nhất của linh dực, căn bản không ai có thể lay động. Tiếp theo có thánh địa luyện cấp bí ước chi tháp này, cộng thêm còn có thể không ngừng sản xuất một lượng lớn nghề nghiệp bậc ba, cho dù là ở thú nhân đế quốc đối mặt với thánh tâm chi thủ, cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Mà lúc này không chỉ là người ở ngoại giới cảm thấy khó hiểu với hành động triệu tập nhân thủ đột nhiên này của linh dực, cho dù là thành viên linh dực ở linh dực trú địa, ai nấy cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hoàn toàn không rõ, vì sao công hội lại đột nhiên triệu tập nhiều cao thủ bậc ba như vậy tới đây. Diệp tử, ngươi điều tra được là có chuyện gì chưa? Đoàn trưởng đoàn mạo hiểm xích lan kiếm mặt sầu, mặt giáp nhẹ màu đỏ, để tóc dài tới thắt lưng không khỏi tò mò hỏi triệu hoán sư thanh niên bậc ba đi tới. Nơi đóng quân đột nhiên của tới nhiều cao thủ bậc ba như vậy, cho dù muốn không chú ý cũng khó, nhất là dưới tình huống trong kho hàng của linh dực đột nhiên có thêm nhiều vũ khí trang bị cấp sử thi cực phẩm như vậy. Phải biết rằng, mới chỉ qua không đến một ngày, 10 kiện vũ khí trang bị cấp sử thi cực phẩm đã bị đổi mất 8 kiện. Phải biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo thời gian trôi qua, các đoàn mạo hiểm lớn gia nhập linh vực có được điểm cống hiến sẽ càng lúc càng nhiều, đổi vũ khí trang bị cấp sử thi cực phẩm cũng sẽ càng nhanh càng nhiều. Mà trước mắt nàng cũng mới đổi được một kiện trang sức cấp sử thi cực phẩm dùng cho kiếm sĩ mà thôi. Nàng còn nhìn trúng một thanh vũ khí. Có thanh vũ khí này, chiến lực của nàng ta tuyệt đối có thể lên cao một bước hiện tại đột nhiên mọc ra nhiều cao thủ bậc ba như vậy, nếu toàn bộ đều vì cướp đoạt vũ khí trang bị cấp sử thi cực phẩm, vậy cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Lão đại, ta đã hỏi thăm khắp nơi rồi, thậm chí còn hỏi những đoàn mạo hiểm không tồi trước kia từng có giao tình, những người này cũng không biết là có chuyện gì, thậm chí ngay cả thành viên hạch tâm của công hội đều không hiểu ra sao. Triệu hoán sư thanh niên bậc ba lắc đầu, vội vàng nói. Có điều ta cũng có được một tin tức, lần này một lượng lớn cao thủ bậc ba ùa tới thiên tuyền thành nghe nói là vì trợ lý hội trưởng tuyên bố lâm thời người được thông tri đều là lão nhân bậc ba của công hội chuyên môn thông tri cho thành viên hạch tâm của công hội à kiếm mặt sầu nhíu mày nói như vậy lần triệu tập nhân thủ này rất có thể là một lần hoạt động cỡ lớn của công hội phàm là hoạt động cỡ lớn công hội đều sẽ phát cho điểm cống hiến phong phú làm phần thưởng đối với những người mới muốn đổi vũ khí trang bị cấp sử thi cực phẩm như bọn họ mà nói chắc chắn là có thêm rất nhiều người cạnh tranh mà ngay khi kiếm mặt sầu đang vì thế mà có chút phát sầu trong công hội trú địa cũng đột nhiên đi vào một đống người chơi những người này không đeo ký hiệu của linh vực thì không nói ai nấy khí tức còn mạnh tới kinh người trong đó một tốt nam tử cầm đầu lại khiến mọi người cảm thấy một trận đè nén uy thế mạnh tới có thể nói là hoàn toàn không thua cho nghề nghiệp bậc bốn là bao nhiêu Sao phó đoàn trưởng của thương khung chi nhận cũng tới đây Ta nghe nói thương khung chi nhận của Long Tâm Đảo đã quy thuộc linh dực Chuyện này không ngờ là thật à Đối với rất nhiều cao thủ bậc ba của đoàn mạo hiểm thương khung chi nhận xuất hiện Người chơi ở ngoài nơi đóng quân cũng đều kinh ngạc Nhất là thành viên của các thế lực lớn Cũng không biết nên nói gì Tuy thương khung chi nhận chỉ là một đoàn mạo hiểm Nhưng danh khí lại cực lớn Trong đoàn mạo hiểm lại có ba vị quái vật nắm giữ vực các thế lực siêu cấp của thần vực cũng không ít lần mời chào thương khung chi nhận chỉ là đều bị thương khung chi nhận cự tuyệt nhưng hiện tại trực tiếp xuất hiện ở linh dực trú địa đã quy thuộc linh dực đối với các thế lực lớn mà nói tuyệt đối là một tin tức tuyệt vọng phải biết rằng linh dực công hội chính bởi vì nhân tài không đủ mới chỉ có thể một mực cố thủ hiện giờ thương khung chi nhận trở thành đoàn mạo hiểm phụ thuộc của linh dực điều này rất kinh người thần ảnh phó đoàn trưởng linh vực công hội này đúng là kinh người hiện tại đã có nhiều cao thủ bậc ba như vậy sợ rằng không bao lâu nữa lượng cao thủ bậc ba sẽ vượt qua cả những thế lực siêu cấp phạm một nhiên nhìn chung quanh một vòng cũng không khỏi có chút cảm khái đối với trận đánh ở bí ước chi tháp bọn họ ít nhiều cũng nghe nói một chút nhớ ngày đó thương khung chi nhận bọn họ cũng có thể ganh đua cao thấp với thế lực siêu cấp thậm chí trên số lượng cao thủ còn vượt qua cả linh vực công hội nhưng hiện tại linh dực đã thành quái vật lớn chân chính, không phải thế lực siêu cấp, lại hơn cả thế lực siêu cấp. Thần ảnh cũng cười cười, mở miệng nói. Được rồi, chúng ta cũng mau đi thôi, đừng để hắc viêm hội trưởng đợi lâu. Phạm Mộc Nhiên cũng gật đầu, lập tức theo thần ảnh trực tiếp bước về phía công quán của linh dực trú địa. Đối với lần này Thạch Phong đột nhiên mời tới, nàng cũng rất hiếu kỳ Thạch Phong rốt cuộc vì sao lại đột nhiên gọi tinh nhuệ của thương không chi nhận bọn họ bọn họ tới đây. Theo lý mà nói với số lượng cao thủ bậc ba trước mắt của Linh Dực, chắc không thiếu nhân lực, ngược lại bên Long Tâm Đảo mới là thật sự thiếu người, dẫu sao khai hoang thế giới tầng 4 dưới lòng đất cũng không phải dễ dàng, hơn nữa Linh Dực hiện tại cũng có thể toàn lực phát triển ở Long Tâm Đảo mới đúng. Dẫu sao ở thế giới tầng 4 dưới lòng đất có thông đạo truyền thừa chi địa bậc 4, đây chính là thứ mà các thế lực siêu cấp trên Long Tâm Đảo đang điên cuồng tranh đoạt. Chỉ chốc lát sau, đám người thần ảnh đã tới phòng họp ở tầng đỉnh của công quán Linh Dực, mà các cao tầng của linh dực và cao tầng của đoàn mạo hiểm tu la cũng đã sớm chờ từ lâu mọi người ở đây nhìn đám người thần ảnh xuất hiện cũng kinh ngạc không thôi có điều ngay ở cao tầng của linh dực và cao tầng của đoàn mạo hiểm tu la cảm thấy kỳ quái không biết vì sao thạch phong lại gọi người của thương khung chi nhận tới đây thạch phong và lương tĩnh cũng từ cửa lớn bước vào thạch phong ngồi ở vị trí hội trưởng nhìn mọi người nói ngại quá để các ngươi đợi lâu theo thạch phong mở miệng người toàn trường đều yên tĩnh ai nấy đều tò mò nhìn về phía thạch phong không rõ vì sao thạch phong đột nhiên lại triệu tập bọn họ tới đây lương tĩnh thạch phong nhìn mọi người đầy nghi vấn cười cười nói tình huống cụ thể ngươi nói với mọi người một chút đi vâng lương tĩnh không khỏi từ phía sau thạch phong đi ra trực tiếp mở sổ sau đó hít sâu một hơi thì nhìn mọi người nói chư vị chắc hẳn các vị đều đã biết linh dực thành đã tấn thăng thành chủ thành hiện giờ triệu tập mọi người tới đây chính là vì vấn đề phát triển sau này của linh dực thành vấn đề phát triển của linh dực thành thần ảnh ở bên cạnh nghe vậy cũng cảm thấy kỳ quái nếu nói là phát triển của linh dực thành theo lý mà nói căn bản không cần gọi thương khung chi nhận bọn họ tới đây dẫu sao đây là chuyện riêng của linh dực căn bản không liên quan gì tới đoàn mạo hiểm phụ thuộc như bọn họ mới đúng đúng vậy lương tỉnh gật đầu Lúc trước mọi người đều một mực cảm thấy kỳ quái Linh Dực Thành đã đi đâu, hiện tại ta có thể nói với mọi người, Linh Dực Thành trước mắt đã tọa lạc ở bản đồ Trung lập cấp 140 Cực Băng Đại Hạp Cốc, đây là tư liệu cụ thể về Cực Băng Đại Hạp Cốc, chư vị có thể xem thử. Nói xong Lương Tĩnh trực tiếp truyền tống tư liệu cụ thể của Cực Băng Đại Hạp Cốc tới màn hình trên bàn hội nghị, tất cả người ở đây đều có thể tra cứu. Chỉ thấy mọi người nhao nhao ấn mở tư liệu, bắt đầu lật xem tư liệu về Cực Băng Đại Hạp Cốc trong nhất thời toàn bộ đại sảnh hội nghị đều trở nên yên tĩnh ai nấy đều không khỏi hít một hơi lạnh tư liệu lương tĩnh đưa ra rất chi tiết trừ cực băng đại hạp cốc lưng giữa cực băng chi hải bên kia là cửa vào của thế giới chi đỉnh ra một điểm mấu chốt nhất là bản thân cực băng đại hạp cốc trước tiên không nói cực băng đại hạp cốc là khu vực mà các thế lực siêu cấp trước mắt không thể tùy tiện đặt chân cho dù chỉ là việc bản thân cực băng đại hạp cốc xuất hiện truyền thừa chi địa bậc 4 đã đủ để khiến vô số người điên cuồng rồi phải biết rằng đây chính là bản đồ trực tiếp truyền tống tới truyền thừa chi địa bậc 4 đã có, thời gian đi đường bớt đi là không thể tưởng tượng, càng đừng nói còn không thể dừng lại ở những bản đồ trung lập này thời gian dài. Mọi người ở đây xem xong những tư liệu này, đã có thể tưởng tượng, chỉ cần linh dực thành mở ra, vậy tuyệt đối là đại sự kinh thiên chấn động thần vực, trở thành thành số một của thần vực cũng chính là chuyện vặt. Lúc này đừng nói là thành viên linh dực, cho dù phó đoàn trưởng thần ảnh của thương không chi nhận nhìn thấy, cũng ánh mắt nóng rực. Thế giới tầng 4 dưới lòng đất của thế giới chi tháp tất nhiên là nơi tốt để tìm kiếm truyền thừa chi địa, nhưng so với cực băng đại hạp cốc mà nói, chắc chắn vẫn kém xa. Bởi vì cứ điểm không thể so sánh với thành thị, đây không chỉ là vấn đề dung nạp được bao nhiêu nhân khẩu, nguyên nhân lớn hơn là thành thị là chỗ nghỉ ngơi chân chính, có thể thỏa mãn các loại nhu cầu sinh hoạt của người chơi, ví dụ như hội bán đấu giá, thị trường giao dịch đơn giản nhất, đây là công năng mà cứ điểm không có nhưng lại là điều người chơi cần nhất hỏa vũ xem xong tư liệu không khỏi nhìn về phía thạch phong mở miệng hỏi vậy ý của hội trưởng là chúng ta tạm thời không mở ra linh dực thành với bên ngoài để tiêu hóa nội bộ trước à mọi người vừa nghe vậy cũng không khỏi nhìn về phía thạch phong bởi vì lần hội nghị này chính là thảo luận vấn đề phát triển của linh dực thành như vậy cách phát triển tốt nhất chắc chắn là trực tiếp hoàn toàn mở ra với bên ngoài như vậy chỉ là phí vào thành cũng có thể thu tới mỏi tay rồi, càng đừng nói là tiền thuê cửa hàng trong linh vực thành vân vân. Có thể đoán được linh vực thành tuyệt đối sẽ trở thành thành thị số 1 của thần vực, thậm chí là hot hơn cả đế đô của đế quốc, trở thành nơi tụ tập của vô số cao thủ bậc ba. Mà loại phát triển này chắc chắn là phương thức nhanh nhất. Nhưng nếu là như vậy, Thạch Phong căn bản không cần thiết triệu tập bọn họ tới đây, trực tiếp mở ra với bên ngoài là được. Đúng vậy, hiện tại linh dực thành có ưu thế lớn như vậy tất nhiên phải lợi dụng tốt trước khiến chúng ta trở nên lớn mạnh trước sau đó mới mở ra với bên ngoài thạch phong gật đầu chỉ là một thành thị công hội tiêu hao bao lớn ta nghĩ chắc các ngươi cũng biết rõ càng đừng nói là một chủ thành công hội nếu là chủ thành công hội bình thường chỉ là thuê ba vạn npc đã đủ để khiến mấy công hội nhất lưu phá sản càng đừng nói hắn còn bỏ thêm ma giới thập nhị trận nhu cầu đối với ma thủy tinh cũng biến thành nhiều hơn chính bởi vậy kế hoạch vốn chỉ dự tính để mấy ngàn thành viên hạch tâm của công hội tiến vào linh dực thành đề thăng trước cũng không thể không trực tiếp từ bỏ bởi vì chỉ là mấy ngàn người căn bản không dẫn động được một chủ thành công hội vậy dứt khoát để tất cả thành viên công hội đều có thể tự do tiến vào linh dực thành chỉ có điều phải thu phí dụng tương ứng dẫu sao dưới tình huống chủ thành công hội không hoàn toàn mở ra hoàn toàn chính là chuyện lỗ tiền phi ảnh không khỏi nói như thế không được hắc tử ở bên cạnh lắc đầu trước mắt người gia nhập linh dực rất nhiều nếu để một số thành viên thế lực khác muốn có được ưu thế của linh dực thành cũng làm bộ gia nhập công hội tiến vào vậy chúng ta chính là thiệt to dẫu sao đây là phúc lợi của linh dực công hội chúng ta mọi người cũng không khỏi gật đầu trước mắt chỉ là một cứ điểm di động đã khiến không ít thế lực có ý đồ nghĩ cách để thành viên công hội rời hội gia nhập linh dực từ đó giành được lợi ích từ cứ điểm di động và bí ước chi tháp. Đối với điều này Hỏa Vũ còn chuyên môn thiết lập quy củ tiến vào cứ điểm di động, phải là thành viên hạch tâm của công hội mới có thể tiến vào, người mới vừa gia nhập công hội, muốn trở thành thành viên hạch tâm, không chỉ cần thực lực, không có một hai tháng thì căn bản là không được, mới khiến các thế lực lớn từ bỏ quyết định này. Có điều cho dù là như vậy, những đoàn mạo hiểm đó cũng không ngừng gia nhập linh dực, mục đích chính là muốn hoàn cảnh huấn luyện của cứ điểm di động, đối với công hội chỉ là thuần túy lợi dụng mà thôi đợi cho thành viên của những đoàn mạo hiểm này đạt được mục tiêu của mình rồi tùy thời rời hội cũng có khả năng đương nhiên linh dực bọn họ cũng không để ý dẫu sao những thành viên của đoàn mạo hiểm này muốn có được lợi nhuận tương ứng cũng cần trả giá và nỗ lực lớn hơn u lan không khỏi đề nghị nói vậy học tập kinh nghiệm của cứ điểm di động chỉ để thành viên hạch tâm của công hội tiến vào sợ rằng nhân số này vẫn không đủ Lương Tĩnh lắc đầu, chậm rãi nói. Trước mắt phỏng đoán sơ qua, muốn duy trì vận chuyển bình thường của linh vực chủ thành, cần khoảng 8 vạn người, hơn nửa phí vào thành còn phải dùng một người một viên ma thủy tinh để tính. Chỉ là vận chuyển ma giới thập nhị trận, tiêu hao cần mỗi ngày đã là 4 vạn viên ma thủy tinh, cộng thêm ma thủy tinh để duy trì ma pháp trận và các loại kiến trúc của bản thân chủ thành, mỗi ngày 8 vạn viên ma thủy tinh đã là hạn độ thấp nhất đây còn là chưa tính ba vạn NPC vệ binh bậc ba phải chiêu mộ về sau. Nhiều như vậy à? U Lan vừa nghe vậy cũng hơi kinh ngạc. Một ngày tiêu hao 8 vạn viên ma thủy tinh, cho dù là những thế lực siêu cấp chỉ sợ thế cũng phải thắt lưng buộc bụng, dẫu sao ma thủy tinh tiêu hao hàng ngày cũng không ít, trừ đi các loại tiêu hao, ma thủy tinh có thể dư lưu trong tay các thế lực siêu cấp mỗi ngày căn bản không thể được bao nhiêu. Cho nên ta và Lương Tĩnh đã lên kế hoạch, định khai thông quyền hạng linh dực thành với thành viên tinh anh của thế lực phụ thuộc có điều phí truyền tống tới thiên tuyền thành phải tự gánh vác phí vào thành thì thành viên tinh anh là một người ba viên ma thủy tinh thành viên hạch tâm là một người hai viên ma thủy tinh thạch phong chậm rãi nói trừ những thành viên hạch tâm lần này được triệu tập tới ra người khác có đi hay không thì hoàn toàn là tự nguyện một người ba viên ma thủy tinh à mọi người ai nấy cũng không biết nên nói gì phía vào thành này tuyệt đối là đắt nhất trong thần vực từ trước tới nay nếu đổi thành mở ra với tất cả mọi người nói không chừng còn có rất nhiều người nguyện ý nhưng đối với thành viên nội bộ công hội mà nói cái giá này thật sự rất chết người dẫu sao nguồn ma thủy tinh thật sự quá ít trừ một số mạch khoáng có thể khai thác ra cũng chính là phần thưởng nhiệm vụ hoặc là mở trương báo hạ phó bản đoàn đội cỡ lớn mới có xác suất có thể có được bình thường đánh quái căn bản là không có nếu chỉ là vì thăng cấp trực tiếp tới bí ước chi tháp còn tốt hơn. Về phần tìm kiếm truyền thừa chi địa bậc 4, nói một cách không dễ nghe, toàn bộ linh vực công hội có bao nhiêu người nắm chắc có thể tấn thăng bậc 4. Truyền thừa chi địa bậc 4 là nhu cầu của công hội, không phải nhu cầu của thành viên công hội, chẳng qua chính là tìm được truyền thừa chi địa bậc 4, có được phần thưởng công hội mà thôi, nhưng vì một phần thưởng mà tới một bản đồ trung lập mạo hiểm, còn phải thanh toán 3 viên ma thủy tinh để vào thành mua bán như vậy sợ rằng thật sự không có bao nhiêu người sẽ làm. thần ảnh phó đoàn trưởng linh dực thành này hai người chúng ta có vào xem thử trước không? sau khi phạm một nhiên nghe xong không khỏi nhỏ giọng hỏi thần ảnh ở bên cạnh. tuy lần này nhân viên chúng ta mang đến đều là thành viên hạch tâm của đoàn mạo hiểm một người chỉ cần hai viên ma thủy tinh nhưng hơn hai ngàn người cộng lại cũng không phải một con số nhỏ. đối với truyền thừa chi địa bậc bốn nếu này bọn họ không động lòng thì là không thể. Nhưng Thương Khung Chi nhận lúc trước giải tán đã nguyên khí đại thương, trước mắt toàn bộ đoàn mạo hiểm trừ một số tài sản cố hữu ra, duy trì vận chuyển đoàn mạo hiểm hàng ngày đã rất cực lực, nếu lại tiêu tốn thêm ma thủy tinh đang khan hiếm, vậy chính là giật gấu vá vai, dẫu sao ma thủy tinh không phải kim tệ cổ, cũng không phải loại tiền giao dịch kim tệ này, cho dù muốn mua cũng chưa chắc đã có thể mua được, nhất là mua một lượng lớn ma thủy tinh, lại càng là chuyện không thể. Bởi vì ma thủy tinh ở toàn bộ thần vực đều là vật phẩm khan hiếm, ngay cả năm công hội siêu cấp lớn cũng công khai thu mua ma thủy tinh, nhưng ma thủy tinh có thể mua được, cũng đều là một số ma thủy tinh rải rác. Những ma thủy tinh này đều là một số người chơi tự do muốn kiếm chút điểm tín dụng mới đổi. Các thế lực lớn, thậm chí thành viên của các thế lực lớn, đều sẽ không ngốc mà đi lấy ma thủy tinh ra làm mua bán như vậy. Từng, hai người chúng ta vào xem thử trước, nếu tình huống bên cực hàng đại hạp cốc tốt hơn, chúng ta cũng có thể phát triển đề thăng ở linh dực thành không cần thiết phải phí sức tranh đoạt với những thế lực siêu cấp của long tâm đảo thần ảnh gật đầu sau khi đám người thạch phong học xong linh dực cũng đột nhiên ở trên thông báo công hội tuyên bố phúc lợi mới nói tình huống có liên quan tới vị trí chỗ linh dực thành và vấn đề tư cách và thu phí trong nhất thời toàn bộ linh dực công hội đều dâng lên sóng cao ngàn tầng cái này mà gọi là phúc lợi à tuy vị trí chỗ linh dực thành không tồi có điều đối với thành viên tinh anh cũng đòi ba viên ma thủy tinh phí vào thành, đây đâu phải phúc lợi công hội, căn bản chính là công hội muốn thu gặp ma thủy tinh của chúng ta. Đúng vậy bản đồ trung lập cấp 140, cấp bậc trung bình của chúng ta cũng chỉ mới 122, cho dù là nghề nghiệp bậc 3 muốn vượt cấp giết quái vật ở cực hàng đại hạp cốc, chỉ sợ cũng rất khó, nếu thực sự là phúc lợi công hội, nên để chúng ta miễn phí truyền tống tới mới đúng. Nói thì nói như vậy, có điều đó chính là bản đồ trung lập chưa được khai hoang, các loại rương báo và phó bản đều có thể để mặt cho chúng ta đi khai hoang, hoàn toàn không cần lo lắng có thành viên của thế lực khác đi cướp đoạt, lợi nhuận này khẳng định là tốt hơn chúng ta tới bản đồ trung lập cấp 130 khác nhiều. Trong nhất thời thành viên công hội đều nhau nhau nghị luận, có người cảm thấy này thu phí quá cao, có điều có một số người cảm thấy mặc dù thu phí cao, nhưng cũng có ưu thế khai hoang, có thể mang đến nhiều lợi nhuận hơn. Lão Đại chúng ta có tới linh dực thành này không? Thanh niên triệu hoán sư bậc ba nhìn tin tức được công bố, không khỏi mở miệng hỏi nữ tử diễm lệ ở bên cạnh. Hiện tại người trong đoàn, tuyệt đại bộ phận đều định tới bí ước chi tháp thăng cấp trước, cảm thấy hiện tại vẫn chưa cần thiết tới cực băng đại hạp cốc khai hoang. Đi chứ, vì sao không đi? Kiếm mặt sầu ở bên cạnh không khỏi thản nhiên cười nói. Truyền thừa chi địa bậc bốn ta chính là một mực muốn đi vào, hiện giờ có cơ hội vì sao lại không đi hơn nữa ta cũng rất hiếu kỳ chủ thành công hội rốt cuộc là bộ dạng gì chỉ là ba viên ma thủy tinh thôi chúng ta cũng không phải muốn một mực phát triển ở linh dực thành lập tức kiếm mặt sầu dẫn theo mấy chục đồng bạn bậc ba trực tiếp tới đại sảnh truyền tống của thiên tuyền thành định trực tiếp truyền tống tới thiên tuyền thành chỉ là toàn bộ nhân số từ thiên tuyền thành tới linh dực thành cũng không nhiều bởi vì tuyệt đại bộ phận thành viên tinh anh của linh dực đều không quá mong đợi đối với điều này so sánh với tới linh dược thành mất ba viên ma thủy tinh để tham quan còn không có lợi ích thực tế bằng bỏ ra một viên ma thủy tinh tới bí ước chi tháp thăng cấp dẫu sao ma thủy tinh không phải gió thổi đến mỗi một viên đều kiếm được không dễ chỉ thấy trong đại sảnh truyền tống của thiên tuyền thành quan hoa tới ma pháp truyền tống trận của linh dược thành loa lên mấy trăm thành viên linh dược biến mất trong ma pháp truyền tống trận nháy mắt đã tới đại sảnh truyền tống của linh dược thành linh dược thành đại sảnh truyền tống theo mấy trăm đạo quan hoa xuất hiện trung tâm ma pháp truyền tống trận mấy trăm người trong nháy mắt cũng xuất hiện trong ma pháp truyền tống trận khiến ma pháp truyền tống trận chiếm diện tích đạt tới bên một sân bóng rổ trực tiếp kín người hết chỗ mà chật chội như vậy không khiến mọi người biến thành ồn ào ngược lại ai nấy đều đứng đờ tại chỗ giống như bị hóa đá sao có thể như vậy được ma lực có thể nồng đậm đến mức này sao Phạm một Nhiên ở trong đám người cảm nhận ma lực tràn ngập trong không gian xung quanh, sự rung động và khó hiểu trong lòng đã hoàn toàn lấp đầy đại não. Lúc này ma lực xung quanh rõ ràng không sương hóa, nhưng trong nháy mắt tiến vào vùng không gian này, giống như cả người đi vào trong nước hồ vậy. Mà nàng cũng lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là sự trầm trọng và hùng hậu của ma lực, thậm chí ngay cả một số ma lực trạng thái sương mù nàng từng nàng cũng không thể so sánh với độ nồng đậm ma lực nơi này, hai bên hoàn toàn chính là trên lệch trời và đất. Phạm Mục Nhiên cảm nhận kỹ một chút cảm giác bình tĩnh và kỳ ảo ma lực nồng đậm này mang đến, không nhịn được liếu lưỡi nói. Nếu huấn luyện trong loại hoàn cảnh ma lực này, hoặc là chiến đấu luận bàn, hiệu quả và tốc độ đề thăng đối với kỹ xảo chiến đấu và kỹ năng ma pháp tuyệt đối là cao hơn thành thị công hội khác gấp đôi trở lên. Tuy trong thần vực có không ít vật phẩm có thể khiến đại não của người chơi biến thành tỉnh táo hơn, tư duy sinh động hơn, nhưng so sánh với đề thăng mà ma lực của linh vực thành mang đến, hoàn toàn biến thành không đáng nhắc tới. Gấp đôi. Ngươi quá coi thường nơi này rồi, ma lực nơi này không chỉ cực kỳ nồng đậm thôi đâu. Phó đoàn trưởng thần ảnh lắc đầu, trong ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi nói. Ta có thể cảm nhận được rõ ràng, độ thân thiết của ma lực nơi này là cao hơn ngoại giới không chỉ hai ba lần, thậm chí ngay cả quy tắc vận chuyển nguyên tố ma pháp cũng rõ ràng hơn. Nếu đề thăng huấn luyện ở đây, hiệu quả tuyệt đối là gấp 3-4 lần trở lên, hơn nữa đối với tấn thăng nghề nghiệp bậc bốn sợ rằng cũng có trợ giúp không nhỏ sở dĩ tấn thăng nghề nghiệp bậc bốn khó khăn không chỉ là vì tìm kiếm truyền thừa chi địa bậc bốn rất phiền quan trọng hơn là học tập kỹ năng ma pháp bậc bốn về độ hiểu biết đối với nguyên tố ma pháp và trình độ quen thuộc đối với ma lực của người chơi đều có yêu cầu cực cao trừ một số rất ít thiên tài quen thuộc với nguyên tố ma pháp và ma lực đều là thiên phú dị bẩm ra người khác muốn trong thời gian quy định nắm giữ kỹ năng ma pháp bậc 4 đến độ hoàn thành nhất định, đó tuyệt đối là khó như lên trời. Cái này giống như ngươi nắm giữ một loại ngôn ngữ lập trình mới vậy, mỗi ngôn ngữ có lẽ ngươi đều biết, nhưng hiện tại lại muốn ngươi trong thời gian quy định làm ra một trò chơi cấp sử thi, độ khó trong đó là không cần nghĩ cũng biết. Có thể nói đây căn bản không phải chuyện người thường có thể làm được. Điều duy nhất người chơi có thể làm chính là không ngừng đề thăng, không ngừng làm quen với nguyên tố ma pháp, không ngừng tăng cường độ nắm giữ đối với ma lực mới có khả năng làm được chỉ là muốn làm quen với nguyên tố ma pháp đề thăng độ nắm giữ ma lực thì nói thì dễ mà làm mới khó nhưng ở linh dực thành lại thành có khả năng mà phạm một nhiên vừa nghe vậy cũng cảm nhận kỹ lại độ thân thiết đối với ma lực xung quanh lập tức biến sắc trong ánh mắt là vẻ rung động không sao diễn tả được nàng tự nhận đã nắm làm quy tắc vận chuyển của nguyên tố ma pháp khá cao nhưng so sánh với lúc này Hoàn toàn chính là một trời một vực, vốn nên là quỷ tích vận chuyển sương mù dày đặc bao phủ, muốn bắt giữ là vô cùng mơ hồ, nếu không phải có truyền thừa và đồ văn giới thiệu. căn bản không thể biết những nguyên tố ma pháp này rốt cuộc vận chuyển thế nào. Nhưng lúc này, nàng nhìn sự vận chuyển của những nguyên tố ma pháp này, giống như cách một tầng sa mỏng, cho dù không quan sát cẩn thận, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng sự vận chuyển của nguyên tố ma pháp. Chỗ trước kia chưa hiểu rõ hết về vận chuyển nguyên tố ma pháp hiện tại lại có một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Chẳng trách hắc viêm hội trưởng lại dám thu nhiều ma thủy tinh như vậy, thậm chí cũng không lo lắng công hội không ai đến, còn tuyên bố đây là phúc lợi công hội, không muốn để người ngoài tiến vào. Thần ảnh cảm nhận độ nắm giữ ma lực của mình một chút, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Chỉ là dựa vào độ nồng đậm ma lực nơi này, có lẽ sẽ có vô số cao thủ bậc ba điên cuồng ùa tới. Với sự đặc thù của Linh Dực Thành, chỉ là độ nồng đậm ma lực đã có hiệu quả huấn luyện gấp mấy lần thành thị công hội khác, mà quy tắc vận chuyển nguyên tố ma pháp càng rõ ràng, lại là kỳ ngộ ở ngoại giới cầu còn không được, căn bản không phải là huấn luyện đơn thuần có thể bù đắp. Lúc này không chỉ là thần ảnh nghĩ như vậy, mọi người trong ma pháp truyền tống trận cũng đều nghĩ tới rồi. Mạnh. Quá mạnh. Nếu ta có thể trường kỳ ở nơi này, không chỉ là trình độ chiến đấu, ngay cả thân thể ma lực cũng có thể rất nhanh đạt tới 100%. Lúc này triệu hoáng sư thanh niên bậc ba hai mắt sáng rực, trong lòng không nén được kích động. Tuy hắn đã trở thành nghề nghiệp bậc ba, nhưng muốn độ hoàn thành thân thể ma lực đạt tới 100% vẫn rất khó, mà thân thể ma lực đạt tới 100% và không đạt tới 100%, ảnh hưởng đối với chiến lực của người chơi chính là không nhỏ. Trước kia hắn đã sắp tuyệt vọng với thân thể ma lực đạt tới 100%, lúc này lại nhìn thấy hy vọng, hơn nữa xác suất thành công cực cao, chỉ cần chút thời gian mà thôi chẳng trách linh dực không ngại đối địch với các thế lực siêu cấp thậm chí là không thèm hợp tác với các thế lực siêu cấp có linh dực thành này tương lai cho dù linh dực muốn không phát triển cũng không được lúc này trong lòng kiếm mặt sầu cũng hưng phấn không thôi vốn nàng vẫn muốn tìm kiếm truyền thừa chi địa bậc bốn cho dù bản thân nàng hiện tại không nắm chắc tấn thăng bậc bốn cũng có thể giao truyền thừa chi địa bậc bốn cho công hội để đổi lấy điểm cống hiến đổi vũ khí cấp sử thi cực phẩm có điều hiện tại đều thay đổi rồi nàng không chỉ có thể đi tìm kiếm truyền thừa chi địa bậc 4, nàng còn có thể đề thăng bản thân ở linh dực thành, khiến nàng có hy vọng tấn thăng bậc 4. Mà trong ma pháp truyền tống trận sau một thoáng yên tĩnh ngắn ngủi, mấy trăm người đều không áp chế nội tâm sao động nữa, ai nấy đều không nhịn được mà lao ra khỏi đại sảnh truyền tống, muốn xem thử linh dực thành này rốt cuộc là tình huống gì. Chỉ thấy đại sảnh truyền tống chỗ mọi người, ai nấy đều bị cảnh tượng trước mắt khiến cho ngây đơ. Bởi vì linh dực lúc này quả thực là lợi hại hơn cả chủ thành NPC, các loại lầu cao sang sát thì nói, còn có các loại kiến trúc cao cấp, quan trọng hơn là độ nồng đậm ma lực ở ngoại giới cũng giống như trong đại sảnh truyền tống thì không nói. Còn có một tòa kiến trúc to lớn cao hơn 20 tầng đứng sừng sững trên đường trung tâm của linh dực thành. Kiến trúc to lớn này không phải gì khác, chính là đấu kỹ trường. Một nơi có thể cho người chơi tận tình PK ở bên trong vốn cái thứ đấu kỹ trường đối với cao thủ bậc ba mà nói sức hút đã không phải quá lớn trừ có thể đối chiến với cao thủ chân chính ra cũng chính là những người chơi bậc hai vẫn thích tới đấu kỹ trường luận bàn có điều lúc này ở trong linh dực thành đấu kỹ trường chắc chắn thành nơi được mọi người quan tâm nhất ai nấy đều hận không thể xông lên trực tiếp vào bên trong đấu kỹ trường đấu võ mà sau khi từng đám người chơi tiến vào linh dực thành tin tức về linh dực thành rất nhanh cũng được lan truyền điên cuồng trong kênh công hội của linh dực không đến nửa tiếng, thành viên tinh anh của linh dực công hội đều giống như phát điên, hội tụ về phía thiên tuyền thành. Khiến đại sảnh truyền tống của thiên tuyền thành vốn đã rất náo nhiệt lại càng kín người hết chỗ. Thậm chí rất nhiều thành viên tinh anh của linh dực đều không thể không chờ xếp hàng, một hàng chính là mấy chục phút mới có thể truyền tống tới linh dực thành. Mà khi rất nhiều tinh anh của linh dực cù về phía linh dực thành, tin tức về linh dực thành cũng truyền tới tai các thế lực lớn và người chơi tự do, trong nhất thời trực tiếp khiến các thế lực lớn cuồng bạo, ai nấy đều hận không thể mau chóng phóng tới linh vực thành cho thử, chỉ là các thế lực lớn lại không có biện pháp gì, chỉ có thể nhìn. Mau liên hệ với linh vực, cứ nói công hội Phong Chi cốc chúng ta nguyện ý hợp tác với linh vực, chỉ cần linh vực mở ra linh vực thành với chúng ta. Thông tri cho linh vực, cứ nói đoàn mạo hiểm Long ngữ chúng ta nguyện ý gia nhập linh vực, có điều phải để tất cả mọi người của đoàn mạo hiểm Long ngữ trở thành thành viên tinh anh trong nhất thời lại thấy các đoàn mạo hiểm và công hội lớn ở các vương quốc đều hành động, không phải muốn triển khai hợp tác triệt để với linh dực thì chính là một số đoàn mạo hiểm nổi danh muốn hoàn toàn gia nhập, thậm chí không thiếu một số thế lực siêu cấp đều bắt đầu liên hệ với linh dực. Hội trưởng, hiện tại thế lực nhất lưu liên hệ với chúng ta đã có hơn 40, đoàn mạo hiểm nổi danh lại có hơn 200, còn có hơn 5 thế lực siêu cấp, đều muốn hợp tác hoặc là gia nhập chúng ta, có điều điều kiện đều là muốn đi vào linh dực thành. Hỏa vũ nhìn thống kê thống kê thủ hạ lấy ra, không khỏi kích động nói. Thậm chí một số công hội nguyện ý dùng cái giá một người 10 viên ma thủy tinh để tiến vào linh dực thành, nhân số dự tính có thể vượt quá 50 vạn người, chúng ta có để bọn họ tiến vào không? Một người 10 viên ma thủy tinh, nếu 50 vạn người tiến vào linh dực thành, đó chính là lợi nhuận 500 vạn viên ma thủy tinh. Nhiều ma thủy tinh như vậy cho dù là thế lực siêu cấp nhìn thấy, sợ rằng cũng phải ghen tị tới phát cuồng dẫu sao hiện tại số lượng ma thủy tinh tồn kho của thế lực siêu cấp cũng chỉ có mấy trăm vạn viên hiện tại vẫn chưa thể cho bọn họ tiến vào thạch phong lắc đầu cười nói có điều ngươi có thể nói với bọn họ linh dực chúng ta có thể triển khai một số hợp tác bước đầu khi linh dực thành bắt đầu mở sẽ cấp ra một trăm vạn danh ngạch vào thành chỉ có một trăm vạn danh ngạch vào thành thôi à hỏa vũ có chút khó hiểu linh dực thành đã là chủ thành đừng nói một trăm vạn người cho dù một ngàn vạn người cũng có thể thoải mái dung nạp cho dù công hội cần tự mình dùng cũng không cần thiết phải hạn chế ác như vậy dẫu sao một người chính là mười viên ma thủy tinh phí vào thành từng phàm là đồng minh chiến lược và thế lực đồng minh tài nguyên ký kết với linh dực chúng ta đều có thể mua những danh ngạch này thạch phong gật đầu chậm rãi nói mà những danh ngạch này sẽ dùng hình thế đấu giá tiến hành đấu giá ở chúc hỏa thương hành Giá quy định là 10 viên ma thủy tinh. Đấu giá à? Hỏa vũ vừa nghe vậy hai mắt cũng sáng lên. Ta biết rồi, hiện tại ta đi thông tri cho bọn họ. Theo hỏa vũ báo với bên ngoài linh dực bọn họ định đấu giá 100 vạn danh ngạch vào thành, trong nhất thời toàn bộ đông đại lục thần vực đều biến thành ầm kiếm, cơ hồ các thế lực lớn đều ngay lập tức tổ chức hội nghị, thảo luận vấn đề danh ngạch vào thành. Thú nhân đế quốc, xích diễm yếu tắc. Linh dược này đúng là kiêu ngạo, ngang nhiên đấu giá danh ngạch vào thành mỗi người 10 viên ma thủy tinh, cũng không sợ bị no chết à. Cùng chiến sĩ bậc bốn tuyết ngân hình thể gầy yếu, cấp bậc đã đạt tới 130.000 tin tức trên bàn công tác, trong ánh mắt đầy vẻ cười lạnh. Sợ rằng Linh Dực đến bây giờ cũng không biết, Thánh Tâm Chi Thủ đã đạt thành hợp tác với hơn 10 thế lực siêu cấp, chuẩn bị triệt để liên thủ khai hoang bản hắc thổ đại khưu lăng, thậm chí đã bắt đầu kiến tạo thành thị. Hắc thổ đại khưu lăng đây là bản đồ trung lập nối với cấm địa sinh mệnh tử vong đại liệt cốc, mà tử vong đại liệt cốc cũng là cấm địa sinh mệnh người chơi trước mắt có khả năng khai hoang được nhất, tuy ở bên trong nguy hiểm vạn phần, nhưng căn cứ vào báo cáo của cao thủ bậc 4 đã từng vào tử vong liệt cốc. Số lượng truyền thừa chi địa bậc 4 xuất hiện ở bên trong là nhiều hơn xa nơi khác thì không nói, bên trong lại cất chứa không ít di tích viễn cổ, có trợ giúp cực lớn đối với tấn thăng nghề nghiệp bậc 4, thậm chí đối với bản thân nghề nghiệp bậc 4 cũng có tác dụng cực lớn. Ma đạo sĩ bậc 4 cấp 131 cảnh dương ở bên cạnh cung kính nhìn về phía nữ tử anh vũ bất phàm, toàn thân trên dưới tỏa ra mị lực vô tận ngồi trên chủ tọa, chậm rãi báo cáo. Phó hội trưởng, lần này thánh tâm chi thủ cũng sẽ phát ra lời mời tới hắc thủy chúng ta, đợi cho thành thị xây thành, hắc thủy công hội chúng ta có thể có được 10% cổ phần thành thị, có điều cần bên chúng ta trường kỳ tiến trú một vị nghề nghiệp bậc 4 và hai vạn cao thủ bậc 3. Thánh tâm chi thủ này cũng tính kế không tồi, biết hắc thủy chúng ta nội tình bất phàm, cũng đang phát triển ở bên thú nhân đế quốc, liên hợp với chúng ta cùng đối phó linh dực cũng sẽ thoải mái hơn. Nữ thích khách bậc 4 cấp 128 ngồi ở phía sau cũng cười lạnh. Có điều muốn hắc thủy chúng ta trở thành lính hầu, cái giá này không khỏi cũng quá thấp rồi. Đối với điều này cùng chiến sĩ Tuyết Ngân cũng gật đầu rất đồng ý với lời nói của nữ thích khách bậc 4. Hiện giờ hắc thủy công hội bọn họ không phải như trước kia, bởi vì dưới sự dẫn dắt của Phó hội trưởng Hiên Võ Xích Sa, thực lực đã không kém gì những công hội siêu cấp, trong đó cao thủ đạt tới nghề nghiệp bậc 4 lại có tới 6 người, chỉ là bọn họ một mực giữ kín không nói ra mà thôi. Cảnh Dương, ngươi nói với bên Thánh Tâm Chi Thủ, nếu muốn hợp tác, lấy ra thêm một số thành ý đi, ít nhất phải 30% quyền sở hữu thành thị mới được. Hiên Võ Xích Sa ngồi trên chủ tọa hơi hít mắt lại, trong nháy mắt khiến hơn 20 cao tầng công hội có mặt đều tự giác im lặng chậm rãi nói đồng thời cũng báo với bên linh vực hướng đi của thánh tâm chi thủ cứ nói hắc thủy chúng ta có thể hợp tác với linh vực đối kháng cổ thế lực liên hợp thánh tâm chi thủ này có điều phải mở ra quyền vào linh vực thành cho tất cả tinh anh của hắc thủy công hội chúng ta phó hội trưởng ngươi cũng biết linh vực mà chỉ sợ bọn họ căn bản sẽ không đáp ứng đâu cảnh dương cũng có đau đầu nói lúc trước hắn cũng không phải chưa từng đi nói chuyện với linh vực nhưng linh vực là hoàn toàn phớt lờ càng đừng nói hiện tại linh dược ở toàn bộ thần vực đều như mặt trời ban trưa, tiềm lực tương lai đã đuổi sát năm công hội siêu cấp lớn. Hiện tại không đáp ứng cũng không sao. Hiên võ xích xa hờ hững nói. Đợi cho bên thánh tâm chi thủ mở ra thành thị, còn có thời cơ bên kia cũng tới, linh dược bọn họ muốn không đáp ứng sợ rằng cũng khó. Ta hiểu rồi. Cảnh dương gật đầu. Hiện tại linh dược đích xác có các loại vốn liếng và tự tin, chỉ là đợi cho bên hắc thổ đại khưu lăng mở ra thành thị loại tình huống này sợ rằng rất nhanh sẽ nghịch chuyển dẫu sao hiện tại người chơi người chơi mới khoảng cấp một trăm hai mươi cực hàng đại hạp cốc chỗ linh dực thành tất nhiên không tồi hoàn cảnh ma lực cũng ưu việt hơn nhưng chung quy vẫn không phải nơi mà người chơi chủ lưu có thể tới được cộng thêm còn có hơn mười thế lực siêu cấp liên hợp loại tài nguyên và nhân lực đó rằng không bao lâu nữa sẽ trở thành một quái vật lớn ngay cả năm công hội siêu cấp lớn cũng không dám tùy tiện đối địch. Đến lúc đó ưu thế nhân số bậc 4 của linh dực cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Có điều phiền phức thực sự vẫn không phải những điểm này, mà là một hồi kinh thế chi chiến sẽ tới, thế lực tiến trú bản đồ trung lập cấp 140 như linh dực, tuyệt đối sẽ trở thành nhóm vật hy sinh đầu tiên, chỉ là trước mắt người biết tin tức này, toàn bộ thần vực đều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắc thủy bọn họ, hắc thủy bọn họ cũng bởi vì phó hội trưởng có thân phận đặc thù, mới biết được tin tức kinh người này. Bằng không chỉ sợ bọn họ cũng sẽ ngây thơ vô tri như thế nhân, cuối cùng tử vong như con kiến, lại không biết mình chết như thế nào. Mà khi bên hắc thủy công hội chuẩn bị báo chuyện thánh tâm chi thủ cho linh dực, thánh tâm chi thủ cũng không hề giữ lại trực tiếp tuyên cáo chuyện kinh người này với toàn bộ đông đại lục thần vực. Trong nhất thời khiến những thế lực đồng minh vẫn muốn gia nhập linh dực, ai nấy đều trở nên do dự. Hơn nữa thánh tâm chi thủ còn tuyên bố, tòa thành thị này sẽ mở ra với tất cả mọi người, cao thủ của hơn 10 thế lực siêu cấp đều sẽ đóng ở tòa thành thị đó, cũng có mấy vị cao thủ bậc bốn tòa trấn để bảo đảm an toàn thành thị, hơn nữa thu phí rất rẻ, một viên ma thủy tinh hoặc là 50 ngân tệ. Tin tức này vừa ra, triệt để khiến những thế lực nhất lưu của thần vực thay đổi chủ ý. Hoàn cảnh của Linh Dực Thành tất nhiên vô cùng tốt, nhưng phí thu thật sự khiến các đại thế lực nhất lưu đều phải trùng chân, phải biết rằng danh ngạch vào thành là đấu giá, không phải giá cố định, chẳng khác nào nói giá thành giao thực tế sẽ cao hơn, 15 viên ma thủy tinh, thậm chí 20 viên ma thủy tinh cũng không phải không thể. Phí vào thành cao như vậy, cộng thêm sau khi vào thành khẳng định còn phải có các loại tiêu tốn, cho dù là thế lực nhất lưu cũng không bỏ ra được nhiều ma thủy tinh như vậy, còn không bằng trực tiếp tới Thánh Tâm Thành mà Thánh Tâm chi thủ sáng lập, tới cấm địa sinh mệnh tử vong đại liệt cốc khai hoang, thu hoạch các loại truyền thừa. Thậm chí truyền thừa chi địa bậc 4 trợ giúp đối với công hội vẫn là cực lớn tiêu tốn ít đi thì không nói lợi nhuận còn cao hơn thiên tuyền thành linh dực trú địa hội trưởng thánh tâm chi thủ này quá độc ác chỉ là phóng ra những tin tức này hiện tại thế lực nhất lưu vốn nguyện ý hợp tác kết minh với chúng ta đã bỏ chạy chính thành thậm chí ngay cả những đoàn mạo hiểm nổi danh muốn gia nhập linh dực cũng chạy mất tám thành hỏa vũ nhìn số liệu thống kê trên tay trong mắt đẹp đầy vẻ nghẹn lời một trăm vạn danh ngạch vào thành này đừng nói là khiến những công hội này đi tranh đi cướp thậm chí đã vượt xa nhân số nguyện ý vào thành không sao bất kể thánh tâm chi thủ tuyên truyền thế nào kế hoạch bên chúng ta vẫn không thay đổi vẫn đấu giá một vạn danh ngạch vào thành đầu tiên ở chút hỏa thương hành đi thạch phong nhìn số liệu vừa thống kê cười cười nói đến lúc đó có thể bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu dẫu sao mục tiêu của chúng ta căn bản không phải vì kiếm được ma thủy tinh chỉ là để duy trì vận chuyển bình thường của linh vực thành thôi. Nói thì nói như vậy, có điều nếu ma thủy tinh đủ nhiều, linh vực chúng ta không phải có thể làm ra thêm một tòa cứ điểm di động à? Hỏa Vũ cảm thấy tiếc nuối, nói: "Hiện giờ chỉ dựa vào ma thủy tinh kiếm được từ thành viên công hội lui tới linh vực thành, đã đủ cho sự vận chuyển bình thường của linh vực thành rồi, tiếp theo chính là công tác tuyển nhận các loại NPC vệ binh, còn có chuyện nuôi sống những NPC vệ binh này." nhưng đối với linh dực hiện tại mà nói đã không phải việc khó bởi vì thành viên công hội nguyện ý phát triển ở linh dực thành đã rất nhiều thậm chí còn có hơn hai vạn cao thủ bậc ba của thương khung chi nhận và đoàn mạo hiểm tu la đều chạy tới linh dực thành phát triển trước mắt số lượng cao thủ bậc ba của linh dực thành đã đạt tới năm vạn người trước mắt bọn họ cũng chỉ là đang đợi tích trữ đủ nghề nghiệp bậc ba có thể bảo đảm trị an hàng ngày của linh dực thành là sẽ mở ra linh dực thành cho npc đến lúc đó có thể bắt đầu tuyển nhận một lượng lớn ntc vệ binh mà đối với sự cường đại của cứ điểm di động đã ăn sâu vào trong đầu nàng nếu linh dực có thể có thêm một tòa vậy thì đúng là lợi hại đương nhiên nàng cũng chỉ là nghĩ một chút dẫu sao hiện tại nghề nghiệp bậc ba của linh dực chỉ có ngần ấy căn bản không có nhiều nhân thủ hơn tới nơi khác phát triển cứ điểm di động thì đừng có mơ thạch phong đang nghe truyện trên tv audio cv cũng bật cười có điều chúng ta có thể gia tăng số lượng cao thủ bậc 4 thêm một bước, mượn điều này để đề thăng thực lực của công hội. Gia tăng thêm một bước. Hỏa Vũ vừa nghe vậy, cũng không khỏi kinh ngạc nói. Loại chuyện này cũng có thể làm được à? Cao thủ bậc 4 không phải là muốn gia tăng là gia tăng, tìm kiếm truyền thừa chi địa bậc 4 là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là nắm giữ kỹ năng ma pháp bậc 4, đây mới là chỗ khó thực sự, hiện giờ hoàn cảnh của Linh Dực Thành có thể làm được đã là cực hạn rất khó tưởng tượng còn có thủ đoạn gì, có thể gia tăng thêm số lượng cao thủ bậc 4. Đương nhiên có thể. Thạch Phong cười nói. Ngươi đi thông tri cho bọn bán hạ khuyên thành, bảo bọn họ tới phủ thành chủ linh dực thành tập hợp. Nếu đổi thành trước khi chưa tới thần vực thượng cổ, hắn đích xác không có cách nào, nhưng sau khi trải qua chuyến đi tới thần vực thượng cổ, hắn đã có biện pháp có thể gia tăng xác suất thành công tấn thăng thêm một bước. Đó chính là thượng cổ chi bảo, dị thú thạch điêu linh dực thành phủ thành chủ lúc này đám người bán hạ khuynh thành kiếm ảnh ban cưu khả nhạc u lan hắc tử phi ảnh vô thanh đao khách mang cốt y cựu diệp vô miên nhất đao thành phong tô thiên lưu Đề điều bắc phong nguyệt quyển ca đều tề tụ ở tầng hai dưới lòng đất của phủ thành chủ khả nhạc không khỏi tò mò hỏi hỏa vũ đang dẫn đường đoàn trưởng hội trưởng đột nhiên tìm chúng ta tới đây là có đại sự gì à theo khả nhạc mở miệng Người khác ở đây cũng hiếu kỳ nhìn về phía Hỏa Vũ. Phải biết rằng bọn họ để nắm chắc tấn thăng nghề nghiệp bậc 4, hiện tại đều toàn tâm PK với nhau ở đấu kỹ trường, mượn đó để điên cuồng đề thăng sức nắm giữ đối với ma lực của mình. Dưới hoàn cảnh ma lực của Linh Dực Thành, bọn họ có thể cảm thấy rõ ràng bản thân đang không ngừng đề thăng, thậm chí hiện tại Bán Hạ Khuynh Thành đã thành ma pháp trận đại sư, có ma pháp lĩnh vực của mình, đây chính là chuyện khiến mọi người rất hâm mộ. Bí mật Hỏa Vũ vừa dẫn đường vừa cười nói. Hơn nữa lần này tới đây đối với các ngươi chính là một chuyện tốt, nói không chừng có thể khiến xác suất tấn thăng nghề nghiệp bậc 4 của các ngươi đề thăng không ít. Đối với tâm tình muốn đề thăng của mọi người lúc này, nàng vô cùng lý giải, dẫu sao hoàn cảnh của Linh Dực Thành đối với nghề nghiệp bậc 4 như nàng cũng có trợ giúp không nhỏ, càng đừng nói là nghề nghiệp bậc 3. Mà dưới tình thế hiện giờ của thần vực, nghề nghiệp bậc 3 căn bản không thể diễn chính chỉ có tấn thăng nghề nghiệp bậc 4 mới có thể có tác dụng, cho nên nàng ta cũng rất hiểu tâm tình muốn tấn thăng bậc 4 của mọi người hiện tại. Đoàn trưởng, ngươi không lừa chúng ta chứ? Dưới hoàn cảnh như vậy của Linh Dực Thành, còn có biện pháp đề thăng xác xuất tấn thăng nghề nghiệp bậc 4 à? Kiếm ảnh nghe mà mắt sáng rực. Tuy có hoàn cảnh ưu việt của Linh Dực Thành, nhưng hắn biết rõ, với trình độ kỹ thuật của hắn muốn tấn thăng nghề nghiệp bậc 4 vẫn vô cùng gian nan, không thử nhiều lần, sợ rằng căn bản không thể tấn thăng bậc 4. Mà tấn thăng nghề nghiệp bậc 4 thất bại một lần, đó chính là phải đợi thời gian rất dài mới có thể lại đi khiêu chiến, cho dù tìm kiếm truyền thừa chi địa bậc 4 rất nhanh, ít nhất ở giữa cũng phải chờ một tháng, nếu liên tục thất bại mấy lần, đó chính là 4 năm tháng trôi qua, nếu chậm một chút thì chính là nửa năm trở lên. Nửa năm trở lên, đều phải quanh quẩn ở nghề nghiệp bậc 3, hắn quả thực không thể tưởng tượng hắn sẽ bị kéo giảng bao nhiêu chênh lệch với những cao thủ đã tấn thăng bậc bốn hiện tại phải biết rằng thần vực đại lục có quá nhiều nơi căn bản không phải là nghề nghiệp bậc ba có thể bước vào nghề nghiệp bậc bốn mới là đi vào môn hạm mà ở đó sẽ có nhiều kỳ ngộ hơn kể là truyền thừa hay là vũ khí trang bị đều không phải là bản đồ khác có thể sánh bằng hội trưởng là nói như vậy hỏa vũ gật đầu bằng không cũng sẽ không bảo các ngươi đang điên cuồng huấn luyện phải chạy tới đây Nói xong Hỏa Vũ đi đến trước một cửa đá to lớn hoàn toàn bị ma pháp trận phong bế, mà trước cửa đá còn có bốn gã hộ vệ tinh kim bậc 3 cấp hơn 140 thủ hộ, cho dù là người chơi bậc 4 tới, trong chốc một lát cũng đừng hồng công vào được. Bốn NPC bậc 3 cấp tinh kim sau khi nhìn thấy Hỏa Vũ, cũng chậm rãi mở cửa đá to lớn bị phong ấn ra. Theo cửa đá được chậm rãi mở ra, chỉ thấy trong cửa đá là một mật thất to bằng sân bóng rổ, xung quanh đều bị các loại ma pháp trận phong ấn phàm là đi vào, cho dù nghề nghiệp bậc bốn ở bên trong tạo ra các loại động tĩnh, chỉ sợ ngoại giới cũng không phát hiện được. Mà ở trong mật thất này, Thạch Phong mặc áo choàng đen cũng chờ từ lâu. Thạch Phong nhìn mọi người, thuận miệng nói. Các ngươi đều vào đi. Theo Thạch Phong mở miệng, Hỏa Vũ cũng mang theo tò mò tiếng vào trong mật thất đầu tiên, người khác cũng đều nhao nhao đi theo. Chỉ thấy sau khi toàn bộ mọi người đều vào mật thất, cửa đá to lớn cũng bắt đầu chậm rãi đóng lại, bốn hộ vệ cấp tinh kim bậc ba cũng tiếp tục lẳng lặng canh giữ ở ngoài cửa lớn không dám có chút lơi lỏng mà sau khi đám người hỏa vũ tiến vào mật thất ai nấy đều nhìn về phía thạch phong với vẻ kỳ quái bởi vì trong toàn bộ mật thất bọn họ không cảm thấy có bất kỳ chỗ nào đặc thù thậm chí độ nồng đậm ma lực trong mật thất không biết có phải ảo giác hay không so với với ngoại giới hình như còn thấp hơn một chút thạch phong nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của mọi người cười hỏi có phải các ngươi đang cảm thấy rất kỳ quái, vì sao lại gọi các ngươi tới loại địa phương này không? Hội trưởng, Hỏa Vũ đoàn trưởng nói ngươi có biện pháp đề thăng xác suất thành công tấn thăng nghề nghiệp bậc 4 của chúng ta. Khả Nhạc không nhịn được mở miệng hỏi đầu tiên. Đây là sự thật à? Đối với nắm chắc tấn thăng nghề nghiệp bậc 4, nói thật hắn căn bản không có bao nhiêu lòng tin, bởi vì đến bây giờ trình độ chiến đấu của hắn mới là lưu thủy cảnh sự nắm giữ đối với ma lực cũng chính là trình độ ma pháp sư cao cấp muốn trong khoảng thời gian ngắn học được kỹ năng truyền thừa bậc bốn căn bản chính là chuyện không thể là thật có điều có thể đề thăng bao nhiêu phải xem bản thân các ngươi thạch phong gật đầu lập tức chỉ về phía dị thú thạch điêu ở trung tâm mật thất mà thứ này chính là mấu chốt để các ngươi tấn thăng bậc bốn thạch điêu mọi người cho dù là hỏa vũ cũng không hiểu ra sao Thạch điêu trước mắt tất nhiên rất tinh xảo, nhưng bất kể nhìn thế nào, cũng không giống mấu chốt đề thăng tấn thăng nghề nghiệp bậc bốn. Các ngươi đứng gần mà nhìn. Thạch Phong cười cười nhắc nhở. Đừng dùng mắt nhìn, dùng toàn thân để cảm nhận. Cái thứ dị thú thạch điêu này vô cùng thần kỳ, muốn phát hiện chỗ đặc thù của dị thú thạch điêu lại rất khó, bởi vì dị thú thạch điêu cần phải ở nơi ma lực cực kỳ nồng đậm, mới có thể thể hiện ra một số đặc thù, hơn nữa phạm vi còn rất nhỏ bình thường mà nói cũng chính là bao phủ bán kính khoảng 10 mét, vượt qua cự ly này, căn bản là không cảm nhận được gì, cũng sẽ không phát hiện ra chỗ nào đặc thù, thậm chí bày dị thú thạch điêu, còn có thể khiến độ nồng đậm ma lực xung quanh giảm xuống. Thậm chí đời trước còn có người chơi sau khi có được dị thú thạch điêu, coi dị thú thạch điêu là đồ đồng nát bán đi, căn bản không biết sự quý giá của dị thú thạch điêu đối với người chơi. Mà sau khi thạch phong nhắc nhở, đám người khả nhạc mới tiến lại gần theo cự ly càng lúc càng gần cho tới khi đám người khả nhạc bước vào phạm vi 10 mét của dị thú thạch điêu vẻ mặt ai nấy đều lập tức thay đổi quy tắc vận chuyển nguyên tố ma pháp rõ ràng quá sao có thể như vậy được độ rõ ràng này là cao hơn ngoại giới ít nhất năm thành trở lên hỏa vũ là nghề nghiệp bậc bốn cảm nhận được rõ ràng nhất ánh mắt nhìn dị thú thạch điêu đầy vẻ không thể tin nổi nếu là dưới trạng thái bình thường độ rõ ràng đối với quy tắc vận chuyển nguyên tố ma pháp của nàng là 10%, trong trong linh vực thành có thể đạt tới 20%, như vậy lúc này ở cạnh dị thú thạch điêu, độ rõ ràng chính là đạt tới khoảng 30%. Loại độ rõ ràng này đặt ở ngoại giới, sợ rằng căn bản không có ai dám mơ. Phải biết rằng cảm tri của nàng đối với quy tắc vận chuyển nguyên tố ma pháp xem như đã rất cao, hơn nữa còn là vì tấn thăng thành nghề nghiệp bậc bốn mới cao như vậy, nghề nghiệp bậc ba bình thường có thể đạt tới 5% đã cực kỳ lợi hại rồi. Mà hiện tại đối với đám người khả nhạc, độ rõ ràng đối với vận chuyển nguyên tố ma pháp ít nhất là 20% trở lên, so với cảm tri đối với nguyên tố ma pháp của nghề nghiệp bậc 4 ở ngoại giới là mạnh hơn một đoạn. Đây chính là tương đương với đứng ở độ cao cao hơn cả nghề nghiệp bậc 4, mà quan sát tất cả chung quanh. Các loại kỹ năng ma pháp vân vân, trợ giúp đối với người chơi bậc 3 là không cần nghĩ cũng biết nếu truyền ra sợ rằng sẽ dẫn tới toàn bộ các thế lực lớn của thần vực đều điên cuồng lúc này hỏa vũ mới đột nhiên có chút hiểu được chẳng trách thạch phong lại cẩn thận như vậy thậm chí người có thể đi vào đều là cao tầng hạch tâm tuyệt đối của công hội chỉ thấy trong nhất thời toàn bộ mật thất đều trở nên yên tĩnh bởi vì lúc này đám người khả nhạc bán hạ khuynh thành ai nấy đều đắm chìm trong loại cảm giác này không thể thoát ra đối với điều này thạch phong cũng không hề cảm thấy bất ngờ sau khi đạt được quyền năng thế giới, độ rõ ràng của hắn đối với quy tắc vận chuyển của ma pháp đã cực cao, ở cạnh dị thú thạch điêu có thể đạt tới khoảng 40%. Phải biết rằng lúc trước khi hắn nắm giữ nửa bước ma vương Frobero, độ rõ ràng đối với quy tắc vận chuyển của ma pháp cũng chỉ khoảng 50%, mà lúc đó hắn quả thực có một loại cảm giác vô địch rồi. Đương nhiên đây là một loại ảo giác đột nhiên đạt được lực lượng, nhưng cảm giác nhận thức đối với tất cả xung quanh này lại là hàng thật giá thật, đối với hắn đột phá thân thể ma lực, đề thăng sức nắm giữ ma lực đều có trợ giúp cực lớn. Lúc này ở cạnh dị thú thạch điêu, tuy hắn không thể đạt được cảm nhận như lúc ấy, nhưng cũng tính là tính tiếp cận. Dưới loại cảm nhận này, hắn cũng hận không thể một mực đắm chìm trong nghiên cứu quy tắc vận chuyển nguyên tố ma pháp, càng đừng nói là đám người khả nhạc. Mà ngay khi hỏa vũ đang đắm chìm trong cảm giác nắm giữ vượt xa tưởng tượng này được một lúc, lại thấy ma lực trên người hỏa vũ bắt đầu tuôn ra, rõ ràng hỏa vũ đang tiến hành đột phá thân thể ma lực, định đột phá hạn chế 100%. Thạch Phong nhìn một cái, lập tức cảm thấy kinh ngạc, sau đó từ trong ba lô lấy ra một viên thủy tinh lấp lánh, trực tiếp giao cho hỏa vũ nói. Ngươi đừng vội đột phá thân thể ma lực, trước tiên học truyền thừa trong đây đã rồi thử đột phá cũng không muộn. Hỏa vũ tiếp nhận thủy tinh truyền thừa, chỉ nhìn một chút, lập tức sửng sốt, không ngờ Thạch Phong lại có truyền thừa quý giá như vậy, hơn nữa bên trong còn ghi chép cấu thành thân thể ma lực, đối với nghề nghiệp bậc 4 hiện tại, quả thực chính là chí bảo. Hội trưởng, thứ này là truyền thừa của kiếm thánh, nếu cho ta dùng, thật sự quá lãng phí. Hỏa vũ không khỏi muốn cự tuyệt. Nàng cũng không phải đồ ngốc, chỉ cần tấn thăng nghề nghiệp bậc 4, đều biết rõ đối với nghề nghiệp bậc 4 mà nói thì quan trọng nhất là gì, đó chính là đột phá thân thể ma lực, đó cũng là cơ sở để tấn thăng bậc 5. Thạch Phong khẽ cười nói yên tâm đi, đây là thủy tinh truyền thừa hoàn chỉnh, có thể dùng 9 lần, thủy tinh truyền thừa sử dụng lần đầu tiên là có hiệu quả lớn nhất, dùng về sau cũng lãng phí, hiện tại ngươi là chiến lực quan trọng của linh vực chúng ta, nếu có thể tiến thêm một bước, sự trợ giúp đối với công hội cũng lớn hơn. Thủy tinh truyền thừa của Teresa là thủy tinh truyền thừa bậc năm hoàn chỉnh, tổng cộng có thể sử dụng 9 lần. Tuy là kinh nghiệm truyền thừa của kiếm thánh, đối với hỏa vũ thân là thích khách mà nói không phải quá thích hợp, nhưng đều là nghề nghiệp công kích vật lý, trợ giúp vẫn không nhỏ. Nếu có thể khiến thân thể ma lực của Hỏa Vũ đề thăng 105%, vậy đối với linh dược hiện tại chính là trợ lực lớn. Hỏa Vũ nhìn Thạch Phong, nghĩ nghĩ một chút cũng cắn răng lựa chọn sử dụng. Bởi vì tất cả đích xác như Thạch Phong nói, chênh lệch giữa nghề nghiệp bậc 4 và nghề nghiệp bậc 4 là rất lớn, giống như Tử Yên Lưu Vân vậy, bởi vì thân thể ma lực đã sớm đột phá 100%, sau khi bước vào nghề nghiệp bậc 4 chiến lực là mạnh hơn nàng một đoạn, mà nàng vẫn kẹt ở trên thân thể ma lực 100%. Nếu có thể đột phá, như vậy sau này nàng cho dù là chống lại những cao thủ bậc 4 cấp quái vật, cũng có thể hoàn toàn đánh một trận. Ngay tức khắc lại thấy trong thủy tinh lấp lánh chui ra từng đạo lưu quang, trực tiếp ánh vào hai mắt hỏa vũ, vô số tin tức đều một hơi truyền vào sâu trong đại não hỏa vũ. Mật thất, trước dị thú thạch điêu. Theo tin tức truyền thừa của kiếm thánh điên cuồng gồ vào đại não hỏa vũ, ma lực trên người hỏa vũ cũng biến thành lúc mạnh lúc yếu, rõ ràng có được không ít gợi ý, đối với độ nắm giữ ma lực, vận dụng nguyên tố ma pháp, đều đang đề thăng với mắt thường có thể nhìn thấy. Lúc này Thạch Phong ở bên cạnh nhìn thấy cũng hâm mộ không thôi. Đối với truyền thừa của kiếm thánh, kỳ thật hắn một mực đều muốn lập tức sử dụng, có điều hắn cũng biết rõ một việc, đó chính là hiện tại cho dù hắn sử dụng, tác dụng cũng không quá lớn, bởi vì hiện tại hắn thực sự kẹt lại không phải phương diện nguyên tố ma pháp, mà là trình độ tinh thần không đủ. Trước mắt chỉ cần tinh thần của hắn đủ mạnh, có thể đồng thời sử dụng phương thức ba tuyến cùng tiến để khống chế ma pháp trận của thân thể ma lực, tất nhiên có thể khiến thân thể ma lực phát huy ra trình độ mạnh hơn. Cho nên hiện tại việc hắn phải làm không phải gì khác, mà là làm thế nào để điều khiển phương pháp nắm giữ ma lực ba tuyến cùng tiến thoải mái hơn, cái khác đều là mây bay. Ta cũng phải huấn luyện một chút Xem làm thế nào để thích ứng với khống chế ba tuyến. Thạch Phong nhìn mọi người ở đây đều đang đề thăng, cũng cười cười, không khỏi ngồi xuống thử thích ứng với cách khống chế ba tuyến. Lúc trước hắn là bởi vì trình độ tinh thần mới là bậc 4 trung cấp, ở trong nghề nghiệp bậc 4 căn bản không tính là gì, có điều bởi vì địa ngục u hỏa bậc 4, tinh thần của hắn cũng có được thối luyện và thăng hoa triệt để, dựa theo phỏng đoán của hắn, trình độ tinh thần hiện tại chắc đạt tới bậc 4 đỉnh phong cách nhất niệm thành giới của cự ly chỉ thiếu một đường. Đương nhiên muốn đạt tới nhất niệm thành giới không phải chỉ là trình độ tinh thần đạt tới bậc năm thì có thể làm được, còn cần trình độ ma pháp trận đạt tới cấp tông sư mới được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cho dù có người chơi và NPC đạt tới nghề nghiệp bậc năm, cũng không thể học được nhất niệm thành giới. Sao muốn trở thành ma pháp trận tông sư thực sự là quá khó khăn? Bình thường người có thể thành ma pháp trận tông sư, đại bộ phận đều là các loại tông sư nghề nghiệp sinh hoạt mà những người này đều không thích hợp với chiến đấu, phổ biến không đạt được nghề nghiệp bậc 5, đều dừng lại ở nghề nghiệp bậc 4, điều này trong người chơi lại vô cùng rõ ràng. Rất nhiều cao thủ bậc 4 nắm giữ nhất niệm thành giới, có hơn 7 thành đều là tông sư nghề nghiệp sinh hoạt, khiến không ít cao thủ đỉnh phong tấn thăng nghề nghiệp bậc 5 đều hâm mộ không thôi. Bởi vì nắm giữ nhất niệm thành giới và không nắm giữ nhất niệm thành giới, chiến lực giữa hai bên chính là một trời một vực cho dù đến nghề nghiệp bậc năm vẫn có thể mang đến trên lệch không nhỏ. Thời gian trôi qua, trong bất tri bất giác đã qua nửa ngày. Khi Thạch Phong lần lượt thử dùng để khống chế thân thể ma lực, ma lực trên người hỏa vũ đột nhiên tăng vọt, dẫn tới bão táp ma lực, thậm chí khiến tất cả mọi người trong mật thất bừng tỉnh. Hỏa vũ tỷ rốt cuộc là tình huống gì? Ma lực này cũng quá mạnh rồi. Phi ảnh nhìn sương trắng đồng đậm vần quanh người hỏa vũ, trong ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi chắc là thân thể ma lực đột phá tầng giới hạn đó. Ban Cưu nhìn mà hâm mộ không thôi. Không, không chỉ đơn giản là đột phá hạn chế 100%. Bán Hạ Khuynh thành lắc đầu nói. Thân thể ma lực hiện tại của ta cũng đột phá hạn chế 100%, nhưng so sánh với Hỏa Vũ hiện tại, vẫn kém không biết bao nhiêu lần, cho dù là đột phá nghề nghiệp bậc 4, chắc cũng không thể khoa trương như vậy. Đối với đột phá hạn chế thân thể ma lực, nàng là rất có quyền lên tiếng bởi vì thân thể ma lực của nàng ta đã đột phá đến 102%, đích xác dẫn tới bản thân ma lực có biến đổi về chất, nhưng lúc này ma lực quanh người hỏa vũ lại gần như trạng thái lỏng, cho dù là bởi vì nghề nghiệp bậc 4 cộng thêm nhân tố hoàn cảnh nơi này. Cũng không thể khoa trương như vậy. Mà qua vài phút, ma lực trên người hỏa vũ cũng triệt để ổn định, trong ánh mắt đầy vẻ kích động. Hội trưởng, ta thành công rồi. Hỏa vũ không khỏi nhìn về phía thạch phong, hưng phấn nói. Hiện tại thân thể ma lực của ta đã đột phá đến 107%, nếu lại cho ta thêm một chút thời gian, đột phá 110% cũng không phải không thể. Đối với độ hoàn thành đột phá thân thể ma lực, nàng đã nghe Thạch Phong nói, chỉ cần thân thể ma lực đạt tới 105% chính là một lần đề thăng lớn, nếu có thể đạt tới 110% cũng sẽ có một lần tăng vọt. Hiện giờ tuy nàng chưa đạt tới 110%, nhưng thông qua tin tức trong truyền thừa của kiếm thánh cộng thêm hiệu quả của dị thú thạch điêu, nàng có nắm chắc rất lớn khiến thân thể ma lực đạt tới 110%, đến lúc đó chiến lực khẳng định có thể vượt quá Tử Yên Lưu Vân, dẫu sao độ hoàn thành thân thể ma lực hiện tại của Tử Yên Lưu Vân cũng mới 108%. Lần đầu tiên đã đột phá đến 107% rồi à? Thạch Phong vừa nghe vậy cũng kinh ngạc không thôi. Bình thường mà nói lần đầu tiên đột phá là không thể vượt quá 105% bởi vì 105% là một lần nhảy vọt trên thân thể ma lực, phương thức khống chế thân thể ma lực sẽ có một lần biến đổi về chất, giống như tử yên lưu vân lần đầu tiên đột phá vậy. Nhưng hiện tại hỏa vũ trực tiếp nhảy qua quá trình này, trực tiếp đạt tới bước thứ hai của thân thể ma lực, đề thăng, không thể nói là không lớn. Lý giải của kiếm thánh đại nhân đối với thân thể ma lực vô cùng thấu triệt, giảng giải cũng đơn giản dễ hiểu, đáng tiếc ta không phải nghề nghiệp kiếm sĩ, bằng không đề thăng sẽ lớn hơn. Hỏa Vũ cũng thổn thức nói. Nếu đưa truyền thừa này cho nghề nghiệp kiếm sĩ như bọn kiếm ảnh, chắc là thân thể ma lực đột phá đến 110% cũng không khó, đối với hội trưởng ngươi sợ rằng đề thăng sẽ càng kinh người hơn. Hiệu quả tốt như vậy à? Thạch Phong cũng có chút động lòng, có điều vẫn áp chế sao động trong lòng, bình tĩnh lại nói. Hiện tại ta thì thôi, cũng là kiếm sĩ như bọn kiếm ảnh, chờ sau khi tấn thăng nghề nghiệp bậc bốn có thể dùng một chút, nếu nghề nghiệp vật lý khác độ hoàn thành thân thể ma lực có thể đột phá hạn chế 100%, đến lúc đó cũng có thể học tập. Đối với thân thể ma lực đột phá 110%, đích xác rất mê người, nhất là nếu thân thể ma lực có thể đạt tới độ hoàn thành 115%, đến lúc đó cho dù là đối mặt với thí luyện của Thánh Long, hắn cũng có nắm chắc thông qua. Nhưng hắn cũng biết rõ, hiện giờ trình độ tinh thần và nắm giữ ma pháp trận mới là số 1, chỉ cần hai cái này đều đạt tiêu chuẩn, cộng thêm truyền thừa của kiếm thánh, nghĩ chắc đột phá 115% là chuyện nước chảy thành sông, thậm chí đến cấp 150 cũng có thể bắt đầu thử sáng tạo thân thể ma lực thuộc về mình. Dẫu sao đời trước những cao thủ đỉnh phong bậc năm, không phải là mỗi người đều là độ hoàn thành thân thể ma lực đạt tới 110% trở lên mới bắt đầu sáng tạo thân thể ma lực, một bộ phận tương đối khi thể ma lực đạt tới 110%, thậm chí 109% đã sáng tạo thành công bởi vì độ hoàn thành thân thể ma lực và sáng tạo thân thể ma lực hai bên không có quan hệ tất nhiên chỉ có thể nói độ hoàn thành thân thể ma lực càng cao trợ giúp đối với sáng tạo thân thể ma lực càng lớn bởi vì đây là một quá trình làm quen với thân thể ma lực về phần truyền thừa của kiếm thánh nếu có thể hắn cũng muốn chỉ để kiếm sĩ bậc bốn sử dụng nhưng với tình huống của linh dực sợ rằng căn bản không gom được nhiều kiếm sĩ bậc bốn như vậy cho nên có thể hạ điều kiện xuống một chút như vậy linh dực cũng có thể có thêm nhiều cường giả bậc bốn hơn. Ta hiểu rồi. Hỏa vũ gật đầu. Mười ngày sau, cao tầng hạch tâm của linh dực bởi vì hiệu quả của dị thú thạch điêu, ai nấy đều lần lượt có đột phá không nhỏ, cộng thêm khai hoang đại hạp cốc phát hiện không ít truyền thừa chi địa bậc bốn, cho nên đều đi tấn thăng nghề nghiệp bậc bốn, mà hỏa vũ sau khi đạt tới thân thể ma lực 110%, cũng bắt đầu dẫn đoàn khai hoang. Khiến lợi nhuận của linh dực tăng mạnh, nhất là tài liệu và trang bị cực phẩm cấp 130 trở lên, căn bản không phải là con số thế lực siêu cấp phổ thông có thể tưởng tượng. Mà trong rất nhiều lợi nhuận, thất diệu tinh thạch cũng có được rất nhiều lợi ích, bởi vì trong phó bản đoàn đội cũng bắt đầu có rơi ra, tuy mỗi phó bản đoàn đội rơi ra không nhiều lắm, nhưng tích ít thành nhiều, chỉ 10 ngày ngắn ngủi, đã khiến cho Linh Dược có được hơn 600 đơn vị thất diệu tinh thạch. Lợi nhuận này không thể nói là không kinh người. Cho dù là Thạch Phong cũng giật mình, không ngờ khai hoang cực băng đại hạp cốc lại mang tới lợi nhuận kinh người như vậy, hơn nữa hơn 600 đơn vị thất diệu tinh thạch, hơn nữa đều là hỏa vũ dẫn đoàn đạt được, tương lai theo nghề nghiệp bậc 4 càng lúc càng nhiều. Có thể đoán được thất diệu tinh thạch nhờ độc chiếm cực băng đại hạp cốc đạt được sẽ tương đối kinh người. 10 ngày này, chỉ có một mình thạch phong khá là nhàn nhã, cách cuối cùng triệt để nắm giữ cách khống chế ba tuyến chỉ thiếu nửa bước. Mà ở trong đoạn thời gian này, thần vực cũng đã phát sinh từng đại sự đầu tiên là sự xuất hiện của thánh tâm thành trực tiếp mở ra đối với tất cả người sau đó các thế lực siêu cấp nhận được tin tức người thừa kế tập đoàn tài chính tinh hàng là lục tinh la bởi vì tài khoản bị phế trực tiếp bị đá ra khoảng tư cách người thừa kế điều này khiến những người thừa kế của tập đoàn tài chính lớn đang dẫn dắt các thế lực siêu cấp đều cảm thấy áp lực trong đó chuyện lớn nhất đối với các thế lực lớn của thần vực không ngoài nhóm thành viên thế lực thành viên thế lực đồng minh đầu tiên tiến vào linh dực thành đợt thứ nhất là hai vạn người, lập tức khiến các thế lực đồng minh biết được chỗ đáng quý của Linh Dực Thành. Trong nhất thời khiến danh ngạch vào thành của Linh Dực Thành biến thành càng được hoan nghênh hơn. Có điều đối với Linh Dực mà nói, chuyện lớn nhất là Bạch Kinh Tuyết, Thủy Sắc Sắc Vi, Triệu Nguyệt Như, Diễn Thiên Hành, Y Lạc Phi lần lượt đột phá đến nghề nghiệp bậc 4 trở về, lập tức khiến chiến lực của Linh Dực tăng mạnh, thậm chí khai hoang cực băng đại hạp cốc cũng thoải mái hơn rất nhiều. Linh Dực Thành, phòng rèn cấp đặc biệt của chúc hỏa thương hành. Quả nhiên muốn đột phá môn hạm ma pháp trận tông sư không phải dễ dàng như vậy. Thạch phong sắc mặt có chút tái nhợt nhìn sáu trang ma năng bậc ba đã chế thành trong tay, trong lòng đầy cười khổ. Thông qua mấy ngày nghiên cứu, hắn đã hiểu, muốn nắm giữ cách khống chế ba tuyến, cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại là tinh thần đột phá đến bậc năm, một loại là trình độ ma pháp trận đạt tới cấp tông sư. Tinh thần đột phá là quá khó khăn, cái này cần kỳ ngộ và các loại tôi luyện, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, nhất là phải đột phá đến trình độ bậc năm, đây không phải là chuyện kỳ ngộ bình thường có thể đạt tới. Điều hắn duy nhất có thể làm được chính là đề thăng trình độ ma pháp trận, mà chế tác 6 trang ma năng bậc 3 chính là một quá trình đề thăng, bởi vì chỗ khó nhất của 6 trang ma năng bậc 3 chính là khắc ma pháp trận, tuy ma pháp trận này chỉ là cấp đại sư, nhưng trình độ phức tạp lại có thể so với ma pháp trận cấp tông sư. Nếu có thể một hơi khắc xong, như vậy cách tấn thăng ma pháp sư cấp tông sư cũng sẽ không xa. Chỉ là liên tục thử mấy ngày, dung luyện vô số ma năng tinh thiết đỉnh, chế tạo hơn 200 bộ sáu trang ma năng bậc ba, vẫn cách một hơi khắc xong còn thiếu một chút, giống như có một tấm trắng vô hình cản ở trước mắt vậy. Mà trong bất tri bất giác, cấp bậc của Thạch Phong cũng đạt tới 150, đây chính là đường ranh giới có thể tấn thăng nghề nghiệp bậc năm nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha